siêu phẩm máy hút ẩm Mitsubishi 14 lít điện 220 cực kỳ êm luôn mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Thì buổi sáng hôm nay thì em vừa cập bến buổi trưa. Không phải buổi sáng, em vừa cập bến 10 con máy Mitsubishi mọi người nhé. Mitsubishi 10 lít ạ. Thì nhân tiện con này thì em chọn ra một con này để em quay cho một bác ở Hải Phòng. Tại vì bác ấy thì chọn máy là các bác phải có chọn con mít mỏng này nhưng mà phải có bánh xe. Thì trong cái lô này duy nhất con này có bánh xe mọi người. Cũng có con có bánh xe con không nhưng mà có duy nhất con này thôi. Thì tiện thì em cũng giới thiệu cho bác rồi thì em sẽ quay luôn cái video giới thiệu cho mọi người nhé. Đấy, con máy thì cực kỳ tuyển luôn. Máy đang chạy thực tế rồi bác nhé. Đấy, Mitsubishi 14 lít điện 220. Đấy, dòng có bánh xe mọi người nhé. Con này thì tất nhiên rồi, Mitsubishi thì sẽ có màn hiển thị độ ẩm này. Đấy, độ ẩm mọi người nhé. Và đặt độ ẩm được. Đấy, tất nhiên rồi, các dòng Mitsubishi này đều thế cả. Đấy, hàng thì là nguyên zin không sơn các bác nhé. Bên em hàng này sẽ không chơi sơn. Nguyên lý luôn ạ, không chơi sơn, không xước sẹo gì nhá mọi người nhá. Hàng cực kỳ tuyển luôn. Đây em quay sát cái thông số cho mọi người xem nhá. Đấy. MJE 820 82GD nhá. Công suất hút 14 lít trên ngày. Tất nhiên dòng này sẽ là made in Japan rồi. Đấy. Con này thì dùng cho phòng nó khoảng 30-35 m2 đổ lại thì ok mọi người nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu với con mít mỏng 14 lít hàng cực kỳ tuyển liên hệ bên em nhá. Một chiếc một con duy nhất mà có bánh xe máy cực kỳ tuyển luôn. Rồi, hàng nguyên zin nhá, cực kỳ đẹp.